Cảm ơn anh. Thôi chị Sương, đi ăn cơm trưa với tụi em không? Biết rồi còn hỏi gì nữa. Lát nó có Hoàng Tử mua cơm hộp cho chị mà. Cả tuần nay em có thấy Hoàng Tử nào đâu. Em mới rủ chứ bộ. Không, đi ăn cơm đi. Chị. Thôi đi đi. Dạ, em chào chị. Sao kỳ vậy kìa? Tại sao cả tuần nay không có thấy tên nó chăm mình nữa? Ủa, bộ hôm nay tính khuyến mãi thêm nước mía nữa hả? Lâu lâu thưởng cho em đó. Tôi làm gì mà thưởng cho tôi? Thì thích thưởng thì thưởng vậy thôi. Ăn bò bía cho đỡ ngán. Ăn cơm hoài cũng ngán lắm. Bộ không rảnh lắm hả? Sao em hỏi vậy? Tôi hỏi ông nè, tại sao từ ngày mà mẹ tôi dọn qua nhà bác Tiến ở đó, trưa nào, tối nào tôi cũng thấy ông lo lắng chuyện ăn uống cho tôi hết vậy? Tôi tự thân vận động cũng được mà. Thì anh ăn cơm mình cũng buồn. Thẳng thiện công việc của anh nó không ràng buộc về thời gian, nên qua đây chăm em luôn. Ai cần chăm chứ? Không cần chăm, mà ta mua gì cũng ăn, ta rủi đâu cũng đi. Sí, tại vì đó là thói quen thôi chứ bộ. Thì thói quen, ai nói gì đâu. Tớ chỉ làm đáng ghét. Đang làm bản thân vui cũng chết không chịu, tự nhiên cái nào làm người yêu à, thấy ghét. Trang Anh ơi, em chưa về nữa hả? Chưa nữa, em còn tập thanh nhạc. Em bỏ lâu quá rồi cho nên bây giờ phải tập luyện lại đàng hoàng. Vậy em muốn ăn gì nè? Để anh nấu sẵn rồi đợi em về hai chồng mình ăn ha. Thôi, anh ăn trước đi. Em là chắc về trễ lắm, không ăn kịp đâu. Vậy hả? Nếu vậy em muốn ăn gì? Anh mua lên cho em. Không cần đâu anh, mất công lắm. Lát nữa em ăn đại đại cái gì cũng được mà. Vậy thôi nha, tối em về. Chị Sương, em về trước nha chị. Thôi còn em cũng về luôn nha chị. Khoan đã, mình đi ăn chiều đi rồi về. Thôi chị, hôm nay em có hẹn với gia đình em rồi chị. Cậu em cũng hẹn ăn với bạn em rồi chị. Thôi chào chị, em về trước. Vậy chào thôi, em về đi. Dạ. Thiệt là đáng ghét. Tao chỉ làm đáng ghét. Làm cái gì mà tắt máy hoài vậy không biết nữa. Ừ.
Em xin lỗi anh. Hãy đợi em thêm một thời gian nữa thôi. Xong việc rồi, chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau. Em về rồi hả? Sao không nói cho em biết? Ăn uống gì chưa? Lại đi nhậu nữa phải không? Người em đầy mùi rượu kìa. Em không có sao. Anh ngủ tiếp đi. Em ăn nhiều để anh làm cho. Em đã nói là em không có sao mà. Anh ngủ tiếp đi. Mặc kệ em. Sống như vậy mới là sống chứ. Thiệt là thoải mái. Cần gì phải lấy chồng chi cho mệt. Em thử cho hai chúng ta một cơ hội đi. Sao em biết được anh không phải là người tốt? À, tôi biết ông là người tốt. Nhưng giữa chúng ta chỉ là tình bạn với nhau thôi. Làm sao có thể yêu đương gì ở đây được. Ông hiểu giùm tôi điều đó. Và đừng có phá vỡ tình bạn đẹp đẽ giữa chúng ta hiện có. Như từ bữa chụp hình về tới giờ em quên đeo nhẫn lại luôn rồi. À, tại vì dạo này công việc liên tục quá cho nên quên. Trang Anh à? Ừ? Em được đi làm nữa được không? Anh muốn em bỏ nghề hay sao? Anh đã nói là tôn trọng đam mê của em và sẵn sàng để cho em đi làm mà. Em bớt nóng nghe anh nói đã. Anh sẵn sàng để em làm tất cả những chuyện em thích, nếu điều đó thật sự mang lại cho em niềm vui. Thì công việc hiện tại của em bây giờ đó chính là niềm vui của em. Anh không thấy vậy. Từ khi em quay trở lại với công việc, em ngày càng khác lạ. Tính tình thì thay đổi, lại thêm chuyện cạnh tranh với đồng nghiệp vì những ân oán cá nhân. Anh không còn thấy em thật sự vui nữa. Vì vậy mà em càng cần phải đầu tư thêm cho sự nghiệp của mình. Em phải thắng tụi nó thì em mới thanh thản được. Anh hiểu không? Vậy còn anh thì sao? Ý anh là sao? Anh đang có cảm giác sẽ bị mất em. Em có hiểu không? Em ngày càng xa đà vào chuyện cạnh tranh, không còn vui vẻ với anh như trước nữa. Vậy thì anh muốn em phải làm sao chứ? Bỏ hết công việc, sự nghiệp của em để cho đối thủ cười vào mặt em, rồi bây giờ em ở nhà với anh như một con chim non hót líu lo hay sao? Đó không phải là điều anh muốn. Nếu ở trong hoàn cảnh của em, anh sẽ hiểu.
mình chia tay. Còn nhớ đến hôm nào đôi ta mới quen, rồi từ đây còn nhớ chi tình ta lỡ làng. Dù như thế nhưng em vẫn tin là hai chúng mình vẫn yêu nhau và trao nhau tình yêu đó. Và hôm nay chợt thấy bóng anh. Em luyện tập cái gì vậy hả Thùy Linh? Càng ngày cái giọng của em càng xuống. Quá tệ. Tại sao anh nói vậy? Em luyện tập mỗi ngày mà. Em thấy em tiến bộ hơn đó chứ. Quá thiên về kỹ thuật. Mà thấy không có hồn một chút xíu nào hết trơn á. Làm sao mà khán giả có thể cảm thấy bị hút hồn khi mà nghe giọng hát của em? Hả? Anh cứ lo xa quá à. Bây giờ khán giả người ta đâu có để ý nghe đâu. Người ta mua vé để vào ngắm em nhảy múa, xem em mặc đồ đẹp như thế nào. Còn cái bài thu này chỉ là bài mộc thôi, còn phải mix nhạc, chỉnh sửa, nó mới hay hơn chứ. Ủa là sao? Em định hát nhép hả? Tất nhiên, như vậy mới đảm bảo chất lượng. Vụ này là sao? À, tôi cũng có phản đối cô ấy. Nhưng mà Thủy Linh nói là khả năng cô ấy không thể nào mà vừa hát vừa nhảy được hết. Anh cứ yên tâm đi, khán giả mua vé vào xem là chỉ nhìn ngắm em. Còn việc hát xấu hát nhép có quan trọng gì đâu. Bao nhiêu ca sĩ trẻ trước em cũng làm như vậy thôi. Nè nè, cũng chính vì cái lối suy nghĩ giống như em. Bao nhiêu ca sĩ trẻ trước em đó, em thấy có ai tồn tại lâu dài với nghề đâu. Sớm nở rồi cũng sẽ chóng tàn thôi, hiểu chưa? Sớm nổi chóng tàn thì đã sao, miễn ông đóng tiền là được rồi. Em vừa mới nói gì vậy? À, em có nói gì đâu. Nè, anh có để ý cổ, cho luyện tập đàng hoàng. Đừng có để tôi phải phí công trong việc mà tài trợ cho cổ và công ty của anh nha. Trời ơi, em làm gì kỳ vậy? Anh cứ tưởng là Tony đã duyệt hết cho em rồi chứ. Em có biết gì đâu. Tự nhiên dạo này ổng khó tính. Hồi đó giờ em hát nhép không, có sao đâu. Vậy em coi lại, em có làm gì cho ổng buồn, ổng giận không? Nếu mối quan hệ giữa em và ổng có vấn đề, thì lỗi là do ổng, chứ không phải là do em. Thôi bây giờ làm sao cũng được. Nhưng mà Tony á, đang tài trợ chính cho em đó. Với lại á, em á, cũng là sản phẩm đầu tiên của công ty anh nữa. Anh không muốn lần đầu tiên ra quân mà nhận lấy thất bại đâu nha. Nếu không có ông Tony thì sao? Em dư sức tìm được nhà tài trợ hơn ổng kìa. Ủa tại sao em dám nói chuyện này cho anh nghe? Tony á, là bạn của anh. Em không sợ anh nói chuyện này cho Tony nghe à? Làm bạn thân thì đã sao? Bạn thân thì vẫn phải làm ăn, vẫn phải đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Thử hỏi, nếu công ty của anh không rẻ hơn công ty khác và mọi quyền lợi đều do ông Tony quyết định, thì thử hỏi ông Tony có kêu em tách ra khỏi ánh sao xanh không? Thôi thôi, được rồi. Bây giờ chuyện này có nói tới nói lui cũng vậy thôi. Anh sẽ có cách giải quyết. Thật sự bây giờ anh chỉ trông cậy vào em thôi. Mệt quá, biết rồi. Thôi, mình bắt lại đầu lại từ khúc này nha. Rồi. Chuẩn bị 2, 3, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tay này mở ra, mở ra ngoài, đúng rồi. Rồi, bước chân trái nha. 2, 2, 3, 4. Lại này. Thôi, lại lần nữa nha. Rồi. Từ chỗ này qua đây xong. Bước chân trái nè. 2, qua đây xong. Đúng rồi, 2, bước chân trái, 2, 3, đi. 1, 2, 3, 4, bước, 5, 6, 7. Thôi em thấy chị mệt lắm rồi, hay là mình nghỉ một tí đi nha. Rồi, ok.
Alo, dạ em nghe anh. Em đang làm gì vậy? À, dạ, em đang tập vũ đạo. Trưa nay tập xong, anh đến đón em đi ăn nha. Dạ, vậy thì hay quá. Tại vì em cũng định kiếm cái gì đó ăn đại, nhưng mà anh gọi như vậy thì đúng lúc quá. À, chiều nay em còn bận gì nữa không? À, dạ, chiều tối thì em tập luyện thanh anh. Ồ, nghỉ luyện thanh một bữa đi em. Trưa nay anh đến đón em, rồi mình chạy thẳng ra biển chơi luôn. Anh muốn tìm lại cảm giác ngày xưa. Alo, em có nghe anh nói không vậy? Ờ, dạ, em vẫn đang nghe đây. Có đồng ý không? Đi biển chơi với anh nha. Em chịu không? Ok anh. Vậy thì vui quá rồi. Dạ bye bye anh nha, để em tập tiếp. Ok em yêu. Ngon không? Ngon lắm. Chị ăn nhiều đi. Không lẽ vì chuyện hôm trước mà muốn cắt đứt với tôi luôn sao? Vậy mà nói là hả, không làm người yêu thì làm bạn cũng vui vẻ. Xạo. Không có bạn á, mình chơi một mình cũng vẫn vui mà, đúng không? Anh sẽ bù đắp lại tất cả mọi thứ mà em đã mất. Anh sẽ tổ chức lại một live show cho em. Anh nói thiệt hả? Thiệt chứ. Nhưng mà anh còn đang dồn tiền cho... Em sao vậy? Em không sao. Thôi đừng có lo cho em nữa. Em chỉ là... chỉ là không kiềm chế được cảm xúc thôi. Chẳng lẽ em nghĩ rằng anh không thể thực hiện tất cả những điều đó cho em hay sao? Trước đây anh đã từng dành tất cả cho em, nhưng mà bởi vì có sự hiểu lầm giữa hai chúng ta, cho nên lần này anh nhất quyết sẽ không để lãng phí tài năng của em nữa. Nhưng mà anh còn đang... Tất cả mọi chuyện để anh lo. Chỉ cần em đồng ý là được rồi. Dạ, em cảm ơn anh. À, đừng dội. Bây giờ nếu mà báo cho ông Mã biết chắc chắn ông ấy sẽ bảo chúng ta tiếp tục theo dõi. Đợi khi có manh mối rồi mới báo cáo. Vậy thiếu gia ạ, người con chờ đã đến rồi. Mời anh ấy vào đây. Dạ. Mời. Bà Dương. Sao thiếu gia?
Cái tên ngốc này biệt tâm biệt tích đi đâu vậy không biết nữa. Gọi hay không gọi? Không gọi hay là gọi? Mà hắn là đàn ông thì hắn phải gọi cho mình chứ. Tại sao mình lại phải gọi cho hắn? Đàn ông gì mà không biết chủ động gì hết. Nhưng mà mình với hắn thì cũng chỉ là bạn bè thôi, đúng không? Nếu vậy thì bạn bè thì đâu có cần phải câu nệ ai gọi cho ai trước. Mình gọi hỏi thăm sức khỏe thôi mà. Thôi kệ, cứ như vậy đi. Suy nghĩ vậy đi cho nó đơn giản. Phải vậy chứ. Làm cái gì mà tắt máy gần nửa tháng nay rồi? Không lẽ ông muốn cắt đứt hết mọi mối quan hệ công việc luôn sao? Mẹ nghe đây con. Dạ. Mẹ hả mẹ? Mấy bữa nay mẹ có liên lạc hay là gặp Sĩ Lâm không mẹ? Chưa con à. Cũng không có chuyện gì quan trọng cho nên mẹ không có tìm Sĩ Lâm nữa. Mà có chuyện gì hả con? À dạ. Dạ không có gì hết mẹ. Vậy thôi mẹ giữ gìn sức khỏe nha. Con cúp máy á. Con chào mẹ. Tên này đang bày trò gì vậy không biết nữa. Anh, hay là anh đưa em về công ty đi. Sao vậy? Anh đưa em về tận nhà luôn chứ? Tại vì em có để quên đồ ở công ty cho nên quay lại lấy. Ồ vậy thì anh đưa em về công ty, sau đó đưa về tận nhà. Dạ thôi, đồ đó cũng không có gì quan trọng đâu, mai em lấy cũng được. Bây giờ anh chở em về lại nhà nha. Ok, đưa đón em thì phải đưa tới nơi về tới chốn chứ. Em vẫn còn ở nhà cũ hả? Dạ, em cũng ở nhà cũ mà. Vậy thì thẳng tiến. Ok, em vô nghỉ ha. Mai gặp lại. Dạ. Thôi anh về ngủ sớm nha. Bye bye anh. Anh ngủ ngon. Em ngủ ngon. Dạ. Anh về nha. Dạ. Alo, em nghe. Em về chưa vậy? 1 giờ sáng rồi. Sao chưa chịu về nữa? Bộ công việc nhiều lắm hả em? Tại vì hôm nay ở công ty em có liên hoan,
Thôi bây giờ em đang trên đường về nè, anh ngủ trước đi. Thôi thôi thôi, anh đợi cửa em luôn. Chứ giờ không có em, anh đâu có ngủ được. Có chuyện gì nhớ nhắn tin cho anh nha. Ok anh, rồi em biết rồi, đợi em nha. Taxi. Em à, sao giờ này anh chưa ngủ nữa? Em chưa về anh lo muốn chết luôn, sao ngủ được. Thôi đi vô nhà. Em xin lỗi. Thôi lần sau em sẽ không bao giờ để anh lo lắng như vậy nữa đâu. Biết rồi, quan trọng là sức khỏe của em đó. Lẽ cái ông này ông mất tích thiệt sao? Là Dĩ Lập chết tiệt. Xe bị gì vậy nè? Sao đường gì mà vắng que vậy? Trời, nổ giùm cái đi. Làm ơn nổ giùm cái đi. Trời ơi, hết xăng rồi. Không biết gần đây có cái cây xăng nào không nữa. Nổ giùm chút thôi cũng được nữa. Nổ đi mà. Có đường gì mà vắng que. Anh nè, chị Lâm nè. Chị Lâm, trời ơi, cái tên chết tiệt. Làm sao hết không à? Ông đi đâu? Chết bầm, chết gặp ở đâu rồi? Cả tháng nay không thấy ông vậy hả? Chết chóc gì?
Anh vẫn đi làm bình thường mà. Đi làm bình thường? Tại sao tôi gọi điện thoại không được? Ủa? Chuyện lạ nha. Em có gọi cho anh hả? Đang nghiêm túc á, không có giỡn đâu. Tại sao tôi gọi không được? Anh đổi số rồi. Số cũ gắn liền nhiều kỷ niệm buồn quá, cho nên đổi số mới xài rồi. Thì sao không thông báo gì hết vậy? Đổi số cũng phải cho người ta biết chứ. Được, em không quan tâm cho nên anh không có thông báo. Thì bản thân quan tâm cũng được hả? Không ngờ hôm nay có người đợi mình từ chiều tới giờ. Cảm động thiệt. Trời ơi, tên Sĩ Lâm khốn nạn. Khốn kiếp. Vậy là ông theo dõi tôi đúng không? Đó. Vậy mà ông để tôi đợi từ chiều tới bây giờ luôn á hả? Đồ tàn nhẫn. Ông nghe nè. Đồ tàn nhẫn. Không có, anh về hồi chiều rồi. Thấy em ngồi đợi trước nhà, thấy vừa đẹp và vừa dễ thương, cảm động quá cho nên anh theo dõi tới đây luôn. Đâu phải lúc nào cũng được thấy người ta vì mình vậy chứ. Vì mình thôi hả? Được rồi, anh sẽ về cho. Thôi. Bộ ông tính dắt bộ về nhà tôi luôn hả? Ừ. Gì vậy? Rồi ông đi bắn gì ông về nhà không? Thì hay là anh tính vậy nha. Anh đưa em về nhà của em, xong em đưa anh lại về nhà của anh. Anh đưa về nhà của em, đưa qua đưa lại tới sáng rồi hai đứa mình đi làm gì không? Thiệt hả? Thiệt chứ nó giận sao? Cùng vừa thôi. Thôi không mấy vậy đi. Anh đưa em về nhà đi, rồi anh đi bảo vệ cũng được. Thôi. Ủa, dạ. Ủa, ông bị gì vậy? Sĩ Lâm. Ông bị gì vậy? Hả? Chắc phải bữa nay suy nghĩ nhiều quá nên nhức đầu. Thôi. Ông đi về nhà, ông đi để đó tôi dắt cho. Tôi đi dắt về nhà tôi được mà. Không sao đâu, đi đi. Thôi, chọc em thôi chứ. Tới ngã tư đằng trước kìa. Quẹo phải cái có cây xăng. Theo anh đi. Ủa? Biết. Đi đi. Chị mệt á, chị vô phòng chị nghỉ đi. Chị đừng có gắng sức quá. Ở đây có tụi em làm rồi mà. Thôi đi, chị mà ở không á, chị thấy chán lắm. Chị nghỉ mệt chút xíu rồi làm không sao đâu. Anh Quân mà về á, mà thấy chị làm như vậy, anh leo tụi em chết á chị. Về làm đi, không sao mà. Dạ. Alo. À, chị. Chị à, chị có rảnh không? Chiều nay chị cho em xin cái hẹn được không? Thu Sương hả? Có chuyện gì nghiêm trọng vậy? Chị thấy giọng em có vẻ căng thẳng lắm đó nha. Dạ, nói là nghiêm trọng á thì cũng không phải là nghiêm trọng, nhưng vấn đề này á nó đang làm em đau đầu nhức óc chị à. Em cần một lời khuyên của chị. Được. Không hay tới tiệm may đi. Lúc nào chị cũng ở đây mà. Dạ, em cũng ngại chỗ đông người lắm, cho nên là chị em mình ra quán cà phê nha. Có gì em sẽ chạy tới tiệm đón chị. Chứ chị đang bầu bì như vậy, đi lại bất tiện lắm. Vậy nha chị nha. Vậy cũng được, vậy chiều nay gặp ha. Dạ. Bye em. Em bối rối chuyện gì? Ủa, có chuyện gì xảy ra với em hả? Dạ. Chị à, em muốn hỏi cảm giác của chị á, nhưng mà chị đừng có giận vì em không làm chuyện buồn nha. Cảm giác gì mới được chứ? Chị à, sao chị có thể yêu lại được vậy? Ý của em là sao? Dạ, nghĩa là sao cái vụ anh hai em gây ra cho chị đó. Em nói thiệt, nếu là em á, chắc
chắc em sẽ hận đàn ông suốt cuộc đời luôn, không thể nào yêu lại được. Nhưng mà sao chị... Chị hiểu cảm giác của em mà. Nhưng mà cuộc đời này nó có nhiều mặt lắm, em phải suy nghĩ tích cực lên. Nếu chỉ như mình gặp một hai người đàn ông xấu mà mình lại mất niềm tin vô cuộc sống thì bất công lắm. Những người đàn ông vô tội, người ta đâu có tội tình gì đâu. Nhưng mà làm sao biết được đàn ông người nào người xấu, người nào người tốt chứ? Biết chứ. Ở đây chỉ em nè, là trái tim đó. Lúc mà chị gặp anh Minh Quân, chị cảm giác là chị hiểu ảnh. Và chị cảm thấy chị yêu ảnh, chị tin ảnh lắm. Nhưng mà em nói thiệt nha, tình cảm con người á hay thay đổi lắm. Em cứ tin một điều đi, người nào mà thật lòng với em á, qua thời gian và thử thách em sẽ nhận biết liền à. Đừng để những định kiến làm vụt mất những tình cảm tốt đẹp đến với mình. Đi về thôi mọi người. Anh Quân mới về. Ủa, Bảo Dung đâu rồi mấy đứa? Dạ, chị đi gặp chị Thu Sương có chút chuyện. À, mà chị cũng sắp về rồi đó anh. Cha đi như vậy không biết ăn uống gì chưa nữa nè. Anh yên tâm đi, tụi em đã tẩm bổ đầy đủ cho chị rồi. Nhìn anh Quân lo lắng cho vợ mà anh thấy ghen tị mà. Ước gì mai mốt chồng mình cũng tốt như vậy. Dạ thôi, tụi em xin phép đi về. Ừ, mấy đứa về đi. Dạ, em về nha. Ừ. Alo. Alo. Ai vậy? Nếu không lên tiếng tôi cúp máy đó nghe. Alo. Anh đừng cúp máy. Là em đây. Hồng Hạnh. Sao cô khóc vậy? Anh Minh Quân, anh tới nhà với em ngay bây giờ được không? Em xin anh đó. Em còn có người bên cạnh ngay bây giờ. Nếu không em chết mất. Anh có còn đang nghe điện thoại của em không? À, tôi vẫn còn đang nghe đây nè. Đến với em nha, làm ơn giúp em với. À, thôi được rồi, bây giờ cô đợi đi, tôi tới liền. Cảm ơn anh. Em cứ tin một điều đi, người nào mà thật lòng với em á, qua thời gian và thử thách sẽ nhận ra ngay à. Đừng để những định kiến làm vụt mất những tình cảm tốt đẹp đến với mình. Thằng em nè. Với danh nghĩa là bạn thân á, tôi mới nhận ra nghe. Em thử cho hai chúng ta một cơ hội đi. Sao em biết được anh không phải là người tốt? Rốt cuộc là mình có tình cảm gì đặc biệt với hắn không ta?